cà gai leo còn có tên khác là cà gai dây, cà vạnh, cà quýnh, cà lụ, cà bọ, cà hải nam, cà quạnh, cà quánh, gai cường, là loài thực vật thuộc họ Solanaceae. Loài này phân bố ở Lào, Campuchia, Trung Quốc, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam. Tại Việt Nam, cây mọc phổ biến ở các tỉnh ven biển từ Hải Phòng đến Bình Thuận. Cà gai leo là cây ưa ẩm, ưa sáng, thường mọc tập trung thành nhiều cá thể, lẫn trong các bụi cây ở quanh làng, bãi hoang, cây mọc chỗ nhiều ánh sáng, sinh trưởng mạnh. Cây cà gai leo khá phổ biến, nhất là ở các vùng quê, nhưng việc nhận ra và thu hái cây cà gai leo thì không phải ai cũng biết. Nếu không phải là người có kinh nghiệm thì việc thu hái nhầm là điều khó tránh khỏi. Để đỡ nhầm lẫn khi mua, thu hái, sử dụng, bạn có thể tham khảo thông tin về hình thái cây dưới đây. Đặc điểm mô tả hình ảnh thân cành hóa cổ ở gốc. Nhãn, chia làm nhiều cành lan tỏa rộng, phủ lông hình sao, rất nhiều gai cong màu vàng. Lá mọc so le, hình bầu dục hay hình thuông, gốc tròn hoặc hình nem, đầu tù. Phiến lá có thùy nông không đều, mặt trên sẫm, mặt dưới phủ đầy lông tơ màu trắng. Hai mặt đều có hai ở gân chính. Hoa trắng hoặc hơi tím mọc thành tim và âm nằm ở kẽ lá, đài có lông, sẽ thành bốn thùy hình tam giác nhọn, không gai. Tràng có bốn thùy hình trái xoan nhọn, nhị bốn màu vàng, chỉ nhị phình ở gốc. Hoa thường ra vào tháng 4 âm 6. Quả mọng, cầu nhẵn, có cuống dài, khi xanh màu xanh đồng nhất khi, chín trước vàng sau đỏ, đường kính từ 5-7mm, hạt hình thận, màu vàng, mùa quả tháng 7 âm 9. Dược liệu khô thường là những đoạn nhỏ dài khoảng 4-5cm. Màu nâu vàng, nhìn thấy chủ yếu là cành còn nhiều gai, khi soi lên kính thấy nhiều lông hình sao. Một vài hình ảnh tổng thể cây cà gai leo. Cây cà gai leo vùng dược liệu cà gai leo Tuệ Linh tại Quảng Ngãi. Vùng dược liệu cà gai leo Tuệ Linh tại Thanh Hóa. Liên hệ 19006521 để mua cao dược liệu cà gai leo Tuệ Linh. Sản phẩm sạch với hàm lượng dược chất cao, đem lại hiệu quả cao với thời gian sử dụng ngắn. Sản phẩm cao khô rễ cà gai leo Tuệ Linh Let's Block S. Oi.